Hôm nay anh em mình sẽ cùng test thử cái công nghệ ChatGPT được áp dụng vào trợ lý VV ảo của VinFast VF8 như nào. Nói chung là rất là thú vị đấy các bạn ạ. Hey VinFast, bây giờ mình có nhiều tiền thì nên đầu tư vào kênh nào? Việc đầu tư vào kênh nào phụ thuộc vào mục tiêu và khả năng của anh. Anh ạ, anh có thể xem xét đầu tư vào bất động sản, chứng khoán, doanh nghiệp hoặc các quỹ đầu tư. Tuy nhiên, trước khi quyết định, anh nên tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính để có quyết định sáng suốt nhất. Chúc anh thành công trong việc đầu tư. Wow! Amazing! Hey VinFast, có quán cơm nào ngon ở gần đây không? Đang nghĩ các bạn ạ. Hay phết. Mình thấy là quận Hai Bà Trưng Hà Nội có nhiều quán cơm ngon như Ali Quán Cơm Tấm, Cơm Niêu Mai Hắc Đế và Cơm Niêu Hà Nội Đào Duy Từ. Những địa điểm này được đánh giá cao về chất lượng và hương vị, phù hợp cho anh thưởng thức khi ghé qua khu vực này ạ. Đó, rồi. Tiếp tục mình test một số cái tính năng của xe nha. Hey VinFast, mở cửa sổ trời. Đang mở cửa sổ trời. À, mở hết. À. Hey VinFast, tăng gió điều hòa. Đã tăng quạt gió một mức. Đấy, đã tăng quạt gió một mức lên mức 4 này các bạn này. À, nói chung ý, là mình thấy cái công nghệ ChatGPT nó bây giờ tích hợp vào cái trợ lý ảo của xe VinFast nó rất là thông minh. Nó giải quyết được cho mình rất nhiều vấn đề và nó mang lại một cái cảm giác rất là thú vị khi mà mình đã sử dụng những cái xe hạng sang khác không có các bạn ạ. Đấy là cần tiết kiệm điện các thứ nữa. Thì nếu mà các bạn muốn sở hữu cho mình một cái xe như thế này thì mình nghĩ đây là cũng là một cái rất là đáng mua. Thậm chí là khi mình hỏi về thông số kỹ thuật của VinFast VF8 này, rồi về mọi cái khác trên trời dưới biển nó đều trả lời được các bạn ạ. Tại vì đã được tích hợp ChatGPT rồi. Mà ChatGPT thì thông minh lắm. Bọn mình dùng rất là nhiều những cái công cụ ChatGPT để làm content cũng như là để phân tích thị trường luôn ấy. Đấy, tại vì nó tổng hợp hết mà. Ok nhá, đây là một cái trải nghiệm rất là nhỏ về xe VinFast VF8.